Đây là cái khu vườn của mình ha. Thì mình đang trồng một số cây điên điển Thái. Đây là điên điển Thái, cái mùa này thì là nó là hoa quanh năm, nhưng mà cái cây của mình thì một số cây ở đằng kia nó đang có bông. Cái cây của mình thì cây để trái nên là trái nó rất là nhiều. Đây là nó, cây điên điển Thái. Nó là một giống cây họ đậu, cho hoa quanh năm. Đây là những cái trái giống của mình. Thì bên mình chuyên cung cấp về giống điên điển Thái hoặc là điên điển tứ quý. Đây là trái nó còn xanh. Còn đây là những trái đã khô già rồi. Nó khá là giống nó với trái đậu xanh. Thì các bạn nào có cần mua cái giống điên điển, cái điên điển Thái này thì liên hệ với mình nhé. Điên điển Thái, điên điển tứ quý. Đây, đây là cái hoa của nó.